Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tơ đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì lại tiếp tục là một series thử thách do fan đặt ra đây. Thử thách ngày hôm nay sẽ là không dùng túi cứu thương, lấy top 1 đấu danh. Đó, easy vậy thôi. Nhưng mà mình làm mãi mà chưa được đây. Hy vọng là đây sẽ là cái trận đấu mà mình làm được. Chứ không xịt hoài là buồn lắm đấy. Thực ra thì nếu như mà mình núp ấy, xong rồi mình bắn mỗi bạn cuối cùng không ấy, thì dễ thôi. Nhưng mà như vậy thì được mỗi một kill, video nó sẽ nhàm lắm anh em. Nên là thường khi mà mình làm những video thử thách ấy, thì yêu cầu tối thiểu của mình là 5 kill, ít nhất là phải được 5 kill. Chứ còn top 1 mà 2 kill, 3 kill thì mình bỏ luôn, làm lại cho nó lẹ. Nó ở cái tập chất. Đó, thì hy vọng rằng anh em ủng hộ mình. Và nếu như mà anh em có bất kỳ thử thách gì mà muốn đặt ra cho mình thì anh em cũng cứ comment xuống bên dưới nhá. Okay luôn. Đặc biệt là khi mà anh em xem video thì nhớ cho mình xin một like, một share ủng hộ mình. Tại vì là công sức của mình bỏ ra làm video cũng khá là cực mà. Nếu như mà được đăng ký kênh hay là được bật chuông thông báo thì càng tốt hơn. Nhưng mà không có thì like thôi cũng được. Trên lầu có người nhá. Đang lom dom kìa anh em. Này thì lom dom này. Nope. Này thì lom dom nope. Này. Nope. Trượt mới đau chứ. Đâu rồi bạn ơi? Mình thấy bạn rồi nhá. Nấp làm cái gì? Nấp làm cái gì? Hai viên. Yeah. Giết anh chàng đầu tiên mà không tốn bất kỳ một giọt máu nào. Quá xịn. Thực ra là bạn này, bạn ấy cũng chẳng có bình máu nào anh em ơi. Đập cho liếc tụi một mồm. Yeah. Thanh niên thứ hai lom dom. Quên. Bạn nãy do mình chưa tắt cái chế độ tự động nhặt, đâm ra nó tự nhặt máu vào. Mình không để ý. Lát nữa thì mình sẽ tắt cái chế độ tự động nhặt đi. Tí thì toàn. Đó. Nó ở trong ba lô nhưng mà mình sẽ không dùng nhá. Tại vì là mình đang để tự động nhặt đấy anh em. Tí mình sẽ tắt đi sau. Bên kia nó có người kìa. Anh chàng đó chắc là chán rồi. Mình bắn vài viên vào đầu gái là bạn ấy sợ ngay. Kinh nhé. Mình đang ở trên cao mà. Bắn kiểu gì chẳng lợi hơn là ở bên dưới. 124 máu. Anh em nghĩ là mình có nên qua công bạn ý không? Đang chơi không có máu mà công qua nữa là dở lắm. Thôi thì đành chờ vậy anh em ạ. Không vội được. Hình như là bạn ấy vẫn đang lăm le mình. Rồi. Ấy. Bom keo nhanh nhá. Chậm một tí nữa thôi là bạn xong với mình. Rồi. Phá được bom keo. Có lẽ là mình không dám công qua đâu. Thôi đi thôi. Vào bò tính tiếp vậy. Đúng lúc hết máu thì vớ được mấy cây nấm. Sướng thế không biết. Tính công qua mình nhá. Đây. Qua đây. Rồi chạy kìa. Đặt mỗi trái bông keo ra xong gái chạy mất hút luôn. Tưởng là dí qua công mình chứ. Lòng vòng này thì lòng vòng này. Này thì lòng vòng này. Này thì lòng vòng này. Vĩ tạ. Bắn thì hay đấy. Nhưng mà mỗi tội là hơi đen thôi. Thử thách ngày hôm nay bạn ấy đặt ra cho mình là chỉ không sử dụng túi cứu thương thôi. Nên là khuyến mãi luôn cho bạn ấy một cái thử thách nữa là không sử dụng luôn cả cái ống cứu thương nữa. Tức là cái thuốc lào anh em. Đấy, mình thì mình hay gọi là thuốc lào. Xong rồi lúc nào mà ăn cái ống cứu thương đấy là giết thuốc lào. Thốn thế nhỉ. Này thì bắn mình này. Bay ngay cái đầu nhá. 4 kill rồi, chúng ta còn 13 người. 86, 87 máu. Bây giờ lại phải đi kiếm nấm thôi nha em ơi. Mình quên mất là mình không mang cái nhân vật hồi máu. Biết thế mang nhân vật hồi máu đi xong. Thông thường thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật đó là khi mà giết người thì sẽ hồi máu đấy anh em. Với lại cả nhân vật A124 nữa. Nhưng mà chờ nô nó lợi hơn. Đâm ra là mình mang chờ nô. Chờ nô lúc combat sướng lắm. A124 thì chủ yếu là sử dụng khi mà bơm bo thôi.
Chết rồi. Quanh đây không có cây nấm nào thế này. Rõ rồi anh em ơi, còn tận 10 người nữa cơ. Nấm ơi, em ở đâu nấm ơi? Mình nhớ là đoạn này nhiều nấm lắm mà nhờ. Có vẻ như là bị ăn hết rồi. Thôi, đành chiến đấu với lại 87 máu vậy. Không sao anh em ạ, mình làm được, anh em tin mình. Tin chứ, tin tên éo là được. Còn 8 người. Không biết là bạn ấy thấy mình chưa nhờ. Hy vọng là bạn ấy chưa thấy mình. Cũng là chùa, cũng là chùa. Mình đang tàng hình, mình đang tàng hình. Mình tàng hình rồi anh em ạ. Bạn ấy không biết mình ở đây. Ngon rồi, ngon rồi. Yeah, tới được căn nhà rồi. An toàn một phần nào rồi. Cái quãng đường nguy hiểm nhất thì mình đã vượt qua được. Còn quãng đường nho nhỏ nữa thôi. Giờ là phải tiến vào bo. Nắm bảy máu à. Liệu con làm nên trò trống gì hay không đây. Cái cây ngoài kia có trong bo không nhở? Đợi xíu để xem phía sau mình có ai không. Xong rồi mình sẽ chạy bo nhá. Bên trên thì chắc là không có người rồi. Cái nhà ba gian bên kia, à không, cái nhà nhiều lỗ bên kia khả năng cao là sẽ có rất là nhiều người. Tại vì là cái chỗ đấy đẹp mà. Mà đẹp thì thường là sẽ tranh nhau. Mình vừa thấy cái gì trắng trắng. Cứ tưởng là người, hóa ra chỉ là một cái bóng thôi. Đấy, có người thật kìa. May quá, lút được thêm mấy chai lựu. Kìa, bây giờ bạn ấy mới chịu chạy bò. Chạy bò muộn thế bạn ơi. Hai người luôn cơ à. Yếu. Thôi, không vội vàng anh em ơi. Tiết kiệm máu để tí nữa còn combat. Chứ giờ mà lao sang mà công bạn ý, lỡ may bạn ấy bắn cho mình còn 10 máu hay 20 máu thì tí nữa dở lắm. Chúng ta phải chơi chắc kèo thôi. Bo này thì không vội vàng được. Được cái đạn mình nhiều. Ây da, nấp rồi sao mà còn dính được một viên nữa thế. 65 máu. Chạy bo kìa bạn ơi. Chạy bo bạn ơi. Chạy bo bạn ơi. Duy Idol à. Tên đẹp quá. Bên dưới cầu có người. À, hai bạn ấy đang bắn nhau. Rồi yếu rồi bạn ơi. Bắn đi, mình cover cho. Rồi xong. Bạn xong với mình rồi nhá. Lên. Cái này là trời ủng hộ mình rồi anh em ạ. Bo về mình trượt đâu được. Đó, easy. Như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nhá. Anh em xem video nếu như mà thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một share nhá. Và đặc biệt là nếu như mà có bất kỳ thử thách gì mà muốn đặt ra cho mình thì cứ comment nhẹ nhàng xuống bên dưới. Nếu như mà nó lọt top comment thì mình sẽ làm nó vào ngày hôm sau. Anh em tưởng là hết video rồi đúng không? Chưa đâu, chưa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là chương trình Hãy comment đi và Gió hãy trả lời. Comment đầu tiên đến từ bạn Ruby Nguyễn. Chào anh Gió ạ, chúc anh Gió một buổi tối vui vẻ. Câu hỏi là theo như anh Gió thì Chrono với Tôn Ngộ Không thì kỹ năng nào mạnh hơn ạ? Thì thực ra là hai cái con Chrono và Ngộ Không ấy thì nó đều mạnh tương đương nhau nhá. Nhưng mà còn tùy thuộc vào người chơi thích con nào nữa. Còn riêng với cá nhân mình thì mình thấy Chrono mạnh hơn. Tại vì là mình sử dụng Chrono quen tay hơn. Cảm ơn Ruby và chúc Ruby một buổi tối vui vẻ nhá. Comment thứ hai đến từ bạn Đức Phạm. Yo, chúc anh Gió buổi tối vui vẻ. Thử thách chỉ dùng hai cây súng đầu tiên game. À, hai cây súng đầu game khi anh mới đáp dù xuống nhặt được lấy top 1 ạ. À, đầu tiên là anh nhận kèo. Nhưng mà chú ý một chút là xài anh tả hơi nhiều nhá. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ nha. Comment tiếp theo đến từ bạn Văn Hoàng Vlog. Yo, chúc anh Gió bờ tờ vờ vờ. Tanh bo thì nên đem combo nhân vật gì anh? Cái combo mà mình nghĩ là mạnh nhất khi mình tanh bo ấy thì đó chính là về kỹ năng chủ động thì có thể sử dụng một trong hai nhân vật. Một là Alok, hai là A124. Tiếp theo là những cái nhân vật không thể thiếu được, đó là Maxim và Paul. Với lại thêm một nhân vật nữa đó là Capira. Đó, nếu như mà mang thêm được con pet Holy hoặc là mang thêm con pet giái cá nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Comment tiếp theo đến từ bạn TP4165. Chúc anh Gió buổi tối vui vẻ. Anh nghĩ sao về nhân vật Dimmy
Chi, có phải mất cân bằng game không? Thực ra thì anh thấy bình thường thôi. Tại vì là cái đấy ấy, cái con nhân vật Dimitri ấy, nó chỉ lợi khi mà đi team thôi. Còn khi mà không đi team ấy thì nó coi như là không mà. Với lại người ta mua được thì em cũng có thể mua được, nên là cố gắng nhá. Cảm ơn TP và chúc TP buổi tối vờ vờ nha. Comment tiếp theo đến từ bạn Lúa Bùi, hí anh gió. Anh làm vlog về cuộc sống hàng ngày của anh đi ạ. Mong anh dép. Thực ra thì vlog thì mình chỉ làm khi mà làm những cái sự kiện đặc biệt thôi. Chứ còn nếu như mà làm về cuộc sống hàng ngày thì thực ra là mình không có gì đâu anh em. Tại vì là mình làm video, mình livestream thì anh em cũng nghe giọng, cũng thấy mình hết rồi. Làm gì còn cái gì nữa đâu mà sâu với lại cái quay vlog nha. Cảm ơn bạn Lúa Bùi rất nhiều và chúc bạn Lúa Bùi có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!